trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần, phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, đề án đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là đặc khu kinh tế đầu tiên tại Việt Nam đang được dư luận rất là quan tâm. Chủ trương và chiến lược phát triển đặc khu kinh tế đã được đề cập tới từ các đại hội 8 của Đảng cho đến nay. Ba đề án đặc khu hành chính kinh tế đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn trình lên Quốc hội là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Vậy đặc khu này có tầm quan trọng như thế nào và chính sách thu hút đầu tư và doanh nghiệp tại đây được định hướng ra sao? Tất cả sẽ có trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề đặc khu hành chính kinh tế sân chơi mới cho nhà đầu tư. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là đặc khu đầu tiên tại Việt Nam là những nơi có vị trí chiến lược, có lợi thế phát triển, đóng góp lớn cho những ngành được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời phù hợp với xu thế quốc tế như dịch vụ, công nghệ cao, y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại, du lịch. Và Việt Nam lựa chọn 3 địa điểm Vân Đồn Quảng Ninh, Bắc Vân Phong Khánh Hòa và Phú Quốc Kiên Giang để phát triển đặc khu. Các đặc khu có cơ chế, chính sách về hành chính, kinh tế, đột phá, vượt trội, phù hợp với thể chế chính trị, hiến pháp của Việt Nam, tạo một cực tăng trưởng mới, nhanh và ổn định, có tác động lan tỏa tích cực với khu vực xung quanh, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế. Theo tính toán và kỳ vọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2020 trở đi, ba đặc khu kinh tế này sẽ có tính lan tỏa, đóng góp tăng trưởng GDP địa phương hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Từ năm 2030, nhờ các đặc khu này, thu nhập trung bình của người dân sẽ đạt từ 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ trên người và trên năm, tương đương gấp 6 lần GDP thực tế của người dân cả nước hiện nay. Tầm quan trọng và lợi ích của đặc khu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện rõ. Dù đã muộn, dù có rủi ro và đầy thách thức, nhưng tôi nghĩ Việt Nam đã hơi muộn, phải dám đánh cửa vào cái cuộc chơi. Kinh tế xã hội của đất nước cũng như của thế giới nó một cái guồng máy tiếp tục nó phát triển, vẫn cứ vận động. Cho nên khi nào chúng ta thấy có điều kiện chín muồi thì chúng ta làm. Cái ba đặc khu này thành công thì cái việc đầu tiên nó sẽ khai thác được cái tiềm lực kinh tế ở ba đặc khu đó. Ba cái vị trí đó là ba vị trí có những cái lợi thế rất đặc thù. Thứ hai nữa là từ cái khai thác được những lợi thế đó thì nó sẽ tạo ra tính lan tỏa cho phát triển kinh tế ở ba khu vực Bắc Trung Nam. Và một cái điều thứ ba, chúng ta biết rằng các đặc khu bao giờ cũng là nơi để thực hiện thí điểm, thí nghiệm những các cơ chế, các chính sách mà có thể đang bất cập ở trên phạm vi đại trà. Thì những cơ chế chính sách mà chúng ta thực hiện thành công ở ba khu này thì sẽ là cơ sở để chúng ta sẽ áp dụng rộng rãi trên cả nước. Việc phát triển thành công hay không thành công của mỗi đặc khu kinh tế thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và các cái điều kiện khác nhau. Song một điều không thể phủ nhận đó là mô hình này đã mang lại cho các quốc gia và vùng lãnh thổ một cái cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp nhận các cái tri thức, công nghệ mới, phương thức quản lý hiện đại, thúc đẩy trao đổi thương mại và mở cửa nền kinh tế trong nước để hội nhập sâu rộng với các kinh tế thế giới. Nhìn nhận lại kết quả của việc hình thành và phát triển của các khu kinh tế, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, hiện nay Việt Nam có 17 khu kinh tế ven biển. Sáu khu kinh tế cửa khẩu, 328 khu công nghiệp được thành lập,
các khu kinh tế thu hút được 153 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52% đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 42%, xuất khẩu bằng 52%, thu hút khoảng 3 triệu lao động. Tuy nhiên, việc phát triển các khu kinh tế vẫn còn một số hạn chế như có ít sự khác nhau giữa mục tiêu và hướng phát triển ngành. Thể chế đặt ra là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có nhiều vượt trội, thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, nhiều đầu mối. Trong khi đó, theo thống kê trên thế giới, tới những năm 1942, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát triển khá thành công các mô hình như khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế, thành phố tự do. Đến năm ngoái, đã có tới 4.500 đặc khu kinh tế tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đã có những đặc khu thành công vượt trội như Thâm Quyến, Trung Quốc, Incheon, Hàn Quốc đều đã từng là những làng chài nghèo khó trước khi trở thành những đặc khu kinh tế lớn, thu hút hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài. Mô hình đặc khu hành chính kinh tế đã đến lúc được hiện thực hóa tại Việt Nam nhằm tạo một sự bứt phá thực sự cho nền kinh tế. Đến nay, mô hình các khu hành chính kinh tế đặc biệt vẫn chưa có khung pháp lý để triển khai thực tế và dự kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 9 lần này sẽ thông qua. Trong khi đó, các nước lân cận đã xây dựng những khu đặc khu như thế này rất lâu và được hưởng những quả ngọt từ đây. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ông Nguyễn Chí Dũng, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tạo ra một sân chơi mới, thể hiện luật lệ mới cho người chơi mới để đón nhận làn sóng đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ trên thế giới. Và để làm được điều đó, chúng ta phải trả lời được câu hỏi, chúng ta muốn gì và nhà đầu tư muốn gì nếu không muốn cơ hội bị tuột khỏi tay. Chắc chắn những cái ưu đãi về thuế, rồi các cái ưu đãi về miễn giảm cái tiền thuế đất là những cái chính sách ưu đãi rất tốt. Nhưng mà với quan điểm của tôi thì đấy vẫn chưa phải là tất cả. Mà những cái nhà đầu tư lớn, ví dụ như là nhà tôi hoặc là các cái nhà đầu tư ở nước ngoài có tiềm năng thì họ sẽ rất quan tâm đến việc là cơ chế, rồi cái việc mà vận hành cơ chế nó có chuyên nghiệp, nó có bài bản hay không. Cái sự rõ ràng, cái sự minh bạch là vô cùng quan trọng để mà tạo cái niềm tin cho các nhà đầu tư. Chúng ta cần có những hỗ trợ chính về mặt hạ tầng, đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng, đó, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Hai nữa tôi nghĩ là cần có những chính sách để là dạng huy động, để đào tạo, để thu hút được những cái gọi là cái phần là nhân lực có trí tuệ cao, đó, về với cả đặc khu. Rồi tiếp theo tôi nghĩ là cần có những cái cơ chế làm việc làm sao nó minh bạch hóa về mặt thông tin, cập nhật nhanh, quy trình làm việc tốt, hay nó có thể nói cách khác là cần một cái thể chế mà ở đó tất cả mọi sự nó sẽ trở thành năng động, nó nhanh gọn và hiệu quả hơn nhiều. Muốn đặc khu thành công thì ngoài các cái thể chế, các cái quyết định, luật định và mang tính vĩ mô ấy, thì chúng ta phải tạo ra một sân chơi bình đẳng để có các nhà đầu tư quốc tế vào, và nhà đầu tư quốc tế chỉ vào khi họ được đối xử bình đẳng. Chúng tôi mong muốn lớn nhất là luật đặc khu sau khi được Quốc hội thông qua thì sẽ tạo ra một cái cơ chế, trong đó thì các cái chính sách, các quy định bảo đảm được cái sự cởi mở và tự do. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hội nhập, mở cửa, hạn chế của mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế hiện nay, Chính phủ đã nghiên cứu mô hình đặc khu. Tại đây, Việt Nam mạnh dạn xây dựng một sân chơi mới, luật chơi mới với thể chế, chính sách vượt trội nhằm cạnh tranh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngay tại trên lãnh thổ Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, lần đầu tiên Việt Nam chủ động tạo ra một sân chơi quốc tế ngay trên lãnh thổ mình. Thứ nhất là hình thành ba cái khu vực tăng trưởng kinh tế cao và có một cái tác động lan tỏa tới khu vực và toàn bộ nền kinh tế. Cái mục tiêu thứ hai đó là chủ động tạo ra một cái sân chơi mới với các cái thể chế chính sách đặc biệt thuận lợi, vượt trội, cạnh tranh cho cái phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển R&D, các cái ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0, giáo dục, y tế chất lượng cao, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, công nghiệp văn hóa, phát triển dịch vụ hậu cần cảng biển và sân bay, thương mại và tài chính quốc tế gắn với cả cảng biển. Với đặc khu kinh tế Vân Đồn,
Chính phủ định hướng nơi đây sẽ trở thành khu đô thị du lịch sinh thái biển, đảo chất lượng cao. Còn đặc khu kinh tế Phú Quốc sẽ là một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ thương mại và mua sắm quốc tế với các chính sách vượt trội như miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, tối đa cho cả thời gian thuê đối với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đảm bảo tiêu chí là các dự án khách sạn, du lịch, sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 sao trở lên. Giao đất 70 năm, thậm chí tối đa 99 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thay vì chỉ 50 năm như hiện nay. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân khi làm việc ở đặc khu. Miễn giảm một nửa thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian dài. Mặc dù các cơ chế chính sách vượt trội được đưa ra, tuy nhiên đối với các nhà đầu tư phát triển bất động sản tại Việt Nam, việc thể chế minh bạch hay sự đảm bảo phát triển bền vững lâu dài có sức cạnh tranh so với các đặc khu khác trong khu vực và trên thế giới là điều tiên quyết. Luật đặc khu cũng cần được thiết kế theo hướng mở và tự do trên cơ sở cân bằng giữa thể chế và các ưu đãi. Các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng là cái sự phát triển của đặc khu ấy nó sẽ tốt, nó sẽ thông thoáng, cơ chế chính sách ổn định để mà cho cái đặc khu đấy nó phát triển. Và nếu mà đặc khu phát triển thì cái kỳ vọng về lợi nhuận khi mà đầu tư tại các đặc khu đấy của các nhà đầu tư cũng sẽ tỷ lệ thuận. Chúng ta cần phải tạo ra một cái môi trường thật tốt cho các nhà đầu tư, và các đặc khu Việt Nam phải đủ sức để cạnh tranh với các đặc khu trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện cái điều đó thì chúng ta phải có những cái ưu đãi thật tốt về thuế. Cụ thể ở đây thì thuế nhập khẩu ở các đặc khu, thuế xuất nhập khẩu thì cần phải xem xét. Thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân chúng ta đều phải đưa vào so sánh với các cái khu kinh tế rất thành công trên thế giới. Ngoài các nhà đầu tư trong nước thì cũng phải thu hút được các nhà đầu tư quốc tế. Hiện tại khách quan mà nói thì chúng ta chưa thấy nhiều nhà đầu tư quốc tế tại các đặc khu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Có lẽ là do là vì các nhà đầu tư quốc tế còn e ngại về các thủ tục về hành chính, về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về minh bạch. Rõ ràng, ở Việt Nam, đây mới chỉ là một sân chơi mới, nên việc chủ động đưa ra, tạo dựng để đón nhận và hấp thụ một cách hiệu quả làn sóng đầu tư của quốc tế và trong nước là điều rất cần thiết. Do đó, việc trả lời câu hỏi chúng ta muốn gì và nhà đầu tư muốn gì là điều không thể thiếu. Theo các chuyên gia, nhằm tránh những vết xe đổ ở một số quốc gia khác như châu Phi và Ấn Độ vì đã dành ưu đãi cho các đối tượng nằm ngoài đặc khu kinh tế, Việt Nam muốn đi sau về trước, các đặc khu phải hướng về đột phá thể chế hóa. Ghi nhận những ý kiến của các chuyên gia, đơn vị phát triển bất động sản, phóng viên VITV đã thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi. Đã là đặc khu kinh tế thì cái có những cái cơ chế cũng như cái sự quản lý nó phải hết sức đặc biệt. Chúng ta nếu như chúng ta lại đưa về những cái cơ chế quản lý như các địa phương hoặc là mang tính chỉ là một cái cấp tỉnh thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khó có hiệu quả. Cho nên cái việc đưa nó vào thành cái cơ chế quản lý phải đặc biệt, mà có lẽ theo chúng tôi nó phải là trực thuộc trung ương chỉ đạo quản lý, thì nó sẽ và mạnh dạn giao những cái quyền chủ động thì nó có thể nó sẽ phát huy được các cái hiệu quả của nó. Ta đặt vấn đề xây dựng đặc khu nghĩa là ta chấp nhận là một cái sân chơi mới. Và sân chơi mới đó thì như vậy là cái mục tiêu để mà thu hút đầu tư. Sở dĩ lâu nay cái việc thu hút đầu tư chúng ta nó có nhiều khó khăn là do các cái cơ chế chính sách của ta nó chưa phải là tính mang tính hấp dẫn. Do vậy nếu mà thành lập các đặc khu thì sẽ có phải bắt buộc là phải có những cơ chế ưu đãi đó. Không có một cái đặc khu nào, không có một khu kinh tế nào, khu công nghiệp nào là không có ưu đãi. Đây là vấn đề hết sức cần thiết. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải cân nhắc về tính chất, về mức độ, đúng không? Và thời điểm ưu đãi như thế nào, thời gian ưu đãi như thế nào. Đấy là cái quan trọng nhất. Cố gắng làm thế nào để cái luật này nó thể hiện cái sự phân quyền thật đầy đủ, rõ ràng, rành mạch đến mức mà luật này nó đi thẳng vào cuộc sống. Không thông qua bất cứ một cái nghị định thông tư nữa. Và do đó ở đây trong mối quan hệ với các bộ và các ngành chúng ta hạn chế bớt những cái chỉ thị, những cái thông tư mang tính hành chính. Và khi nào
mà có những vấn đề chưa rõ thì tôi đề nghị giao cho Hội đồng Nhân dân ở đấy họ cụ thể hóa, và cao nữa nếu nữa thì chỉ thông qua giải thích pháp luật của Ủy ban nhân dân. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề và xây dựng bất động sản tuần này của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề sau.